Sự hoàn hảo của tình báo Phạm Xuân Ẩn không chỉ đến từ nghiệp vụ, mà là cái cách ông sống trọn hai cuộc đời. Đến nỗi người ở phe địch cũng không thể nào giận ông. Thời trước năm 75, hai chế độ ở hai miền Nam Bắc luôn vướng phải những đấu tranh gay gắt, ai nắm được nhiều tin tức thì càng đến gần thành công. Mà tiếc thay cho phe đối lập, tình báo của đảng ta phải nói là người trước xuất sắc hơn người sau. Tiêu biểu phải kể đến ông Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927, mất năm 2006, tên thật là Phạm Văn Thành, là thiếu tướng tình báo của Việt Nam, có các biệt danh là X6, Trần Văn Trung hoặc Hai Trung. Từ năm 1959 đến 1975, với vỏ bọc là phóng viên của các hãng thông tấn quốc tế, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp và người của CIA, Phạm Xuân Ẩn đã có được những nguồn tin tức cực kỳ quan trọng từ quân đội. Đến tháng 1 năm 1976, khi Phạm Xuân Ẩn được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang với tư cách cán bộ tình báo thuộc Bộ Tham mưu, thế giới mới chính thức biết ông là một tình báo viên thời chiến. Kể từ đó, báo chí phương Tây đã không tiếc lời ca ngợi một điệp viên hoàn hảo của cuộc chiến tranh Việt Nam. Larry Berman, tác giả một cuốn tiểu sử về Phạm Xuân Ẩn, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước kỹ năng điêu luyện của nhà tình báo Việt Nam. Ông chia sẻ rằng, điều kỳ lạ nhất là ông Ẩn không bao giờ phải lấy cắp một tài liệu, vì ngay cả người sau này phụ trách CIA luôn cho ông ấy xem các tài liệu để được lắng nghe ý kiến và phân tích, ông ấy quá thông minh. Hãng thông tấn AP nhận xét, trong lịch sử tình báo chiến tranh, ít ai thành công như Phạm Xuân Ẩn. Suốt 15 năm chiến tranh ở Đông Dương, ông bước đi giữa hai thế giới, đến nỗi, nếu nói ông làm việc cho CIA thì ai cũng tin. Dù vậy, rất nhiều đồng nghiệp quốc tế của Phạm Xuân Ẩn vẫn coi ông là một người bạn. Nhà báo Makulovich, người từng làm giám đốc các văn phòng của Tham ở châu Á nói, tôi có giận Phạm Xuân Ẩn không sau khi tôi biết qua những hoạt động tình báo của anh? Hẳn nhiên là không, tôi nghĩ Việt Nam là quê hương của anh. Nếu tình thế đổi ngược lại, chắc tôi cũng sẽ làm như anh mà thôi. David, một phóng viên thời chiến của New York Times nói rằng câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn đầy ly kỳ nhưng vẫn quý ẩn. Anh chưa bao giờ cảm thấy bị ông ấy phản bội. Một bài viết do hãng thông tấn AFP đăng tải có đoạn, nhiều phóng viên nước ngoài từng làm việc cùng ông Ẩn trong chiến tranh về sau nói rằng họ không trách giận gì ông. Đồng nghiệp tại tạp chí Tham, An Sơn mãi sau này mới biết Ẩn từng cứu ông năm 1970 để ông thoát khỏi tay Khmer Đỏ ở Campuchia. Khi An Sơn gặp lại Ẩn năm 1987, đã hỏi ông tại sao lại cứu mình. Ẩn đáp, tôi là kẻ thù của nước Anh, nhưng anh là bạn tôi. Chưa kể đến việc ông đã cứu Trần Kim Tuyến, chùm mật vụ của Việt Nam Cộng Hòa. Việc này đã cho thấy lý do ông không thể bị phát hiện, vì ông sống hai cuộc đời thật sự, chứ chẳng phải một người lợi dụng bạn bè bất chấp thủ đoạn. Còn bạn nghĩ sao về ông Ẩn? Bình luận để kênh biết nhé. Bấm like, share để không bỏ lỡ video mới nhất.